chiều ngày hôm nay thì anh đã khai giải trình một số các vấn đề phát sinh mới tại tòa án này. Thế thì xin hỏi anh câu, ngoài lời khai của anh còn có cái căn cứ nào để mà chứng minh xác định đó là sự thật không? Chuyển đích thật chay rồi. Kính thưa hội đồng xét xử, tôi nói những điều như trước khi tôi nói tôi đã cần phải cụ thể rồi. Tôi nói những điều thật nhất, bởi với cái con người tôi hiện nay thì không thể nói cái gì khác cho ai cả. Việc 20 tỷ mà tôi đưa cho anh họ là tiền của chị Lan chứ không của tôi, mà chị Lan bị chuyển cho một người, khi chị Lan điện cho tôi là sẽ có người ở Hà Nội chuyển cho anh, người của anh đừng có trao đổi là cái tiền này để đưa cho ai làm gì. Thế chị còn chặt đấy, và cái tiền lần đưa cho tôi thì hai người biết việc, nhưng phải một của tôi. Đấy, đây là cái thứ nhất. Hai là lại còn một việc nữa, may tôi báo là khi anh Tiệp hai lần đưa tiền, sau đó anh Tiệp lại còn điện cho tôi một lần để hẹn tôi vào uống nước nói chuyện. Và anh Tiệp nói là anh yên tâm đi, em gặp tôi đã gặp báo cáo với anh Trần Quang bộ trưởng bộ công an, anh Quang có ý kiến với họ, và anh Quang sẽ điện cho anh để anh họ không có gây không có can thiệp gây khó cho doanh nghiệp nữa. Thì sau đó ít ngày, sau đó một thời gian tôi không nhớ bên này, thì tôi có đến thăm gia đình anh Quang và ngồi ở phòng khách hai anh em, thì anh Quang cũng lại tự rất là tình cờ nói những chuyện đó. Chính anh Quang bộ trưởng nói ra, và tôi báo cáo lại anh Quang là anh họ có giới thiệu công ty Lâm Thương Hải như thế và em hiện nay thì anh Quang bảo chú cứ làm đúng nguyên tắc đúng luật, cho đơn vị nào có năng lực kinh nghiệm có uy tín tham gia, không phải nghe ai can thiệp cả, trình bày rồi đều biết cả. Và thế thì riêng cái tiền ấy ít nhất là có hai người biết. Thế rồi gặp chị Lan hay không thì anh Minh tổng giám đốc cảng Sài Gòn bố trí tôi gặp chị gặp chứ không phải. Thế rồi là còn cái tiền mà tôi đưa 500.000 sau này thì tối 6-7 giờ ngày 2/5 ấy thì chú lái xe tôi chở đi, và tiền cũng vay của mấy người tôi khai từ lúc ở Sài Gòn tôi báo cáo với, chứ không phải bây giờ. Nhưng vì sau đó là tôi nói là chú trọng là chủ mưu cầm đầu thì không đúng. Thực ra đi Campuchia để đi Mỹ, tôi có cái hộ chiếu bằng visa Mỹ, con gái của tôi đang học về tôi Mỹ là tôi cái sai phải may, tức là do tôi đề xuất ra chứ không phải do âm mưu gì của các chú bạn và đưa đi đâu. Đấy, tất cả là do tôi hết, nói thật. Cho nên là làm sao đúng điều này trình bày rồi, và mục đích thế nào thì vừa được xét xử. Vâng. Xin mời các vị luật sư có tham gia hỏi các bị cáo. Vâng, xin mời vị luật sư. Mình chuyển đích cho vị luật sư. Thời đồng xét xử, tôi là luật sư Nguyễn Đình Hưng. Tôi bảo vệ quyền lợi luật pháp cho bị cáo Du Trọng. Xin cho tôi được tham gia. Vâng. Trước hết đây là cho tôi hỏi bị cáo Trọng. Vâng. Bị cáo Trọng đứng lên. Anh Trọng, anh trả lời rõ cho hội đồng xét xử một số câu hỏi của tôi. Về hành vi thực hiện tội phạm thì anh đã khai với hội đồng xét xử rồi, thế nên tôi không hỏi. Tuy nhiên là cái người bảo vệ quyền lợi cho anh thì chúng tôi có một cái trách nhiệm là thực hiện cái nhiệm vụ của mình. Thì sau khi nghiên cứu cái bản cáo trạng ấy, thì ngoài cái việc hành vi tội phạm thì chúng tôi thấy rằng cái bản cáo trạng này đang còn thiếu nhiều cái nội dung, trong đó có những cái nội dung mà nó không bảo đảm theo cái yêu cầu của điều 167 của luật tố tụng hình sự. Ví dụ như nếu như bị coi là tội phạm thì tất cả các cái tình tiết giảm nhẹ về nhân thân, về các cái chưa được đưa trong bản cáo trạng. Vậy thì hôm nay anh, nếu tôi hỏi đặt cái này ra thì anh có trả lời cho hội đồng xét xử không? Về các tình tiết giảm nhẹ của nhân thân, ví dụ những thành tích công tác của những gia đình vân vân. Thế trước hết là tôi hỏi anh cũng có thể trả lời như những câu hỏi trước hoặc có thể anh trình bày. Kính thưa phần xét xử, tôi trình bày khi công an đã được trao hỏi tôi thì tôi đã toàn bộ những tình tiết về thành tích. Và như vậy tức là luật sư sẽ nêu cho anh. Vâng, cảm ơn anh. Đây là câu hỏi đối với cả chúng mời cảm ơn. Xin phép hội đồng cho tôi hỏi thêm anh Dũng. Tôi đề nghị ông Dũng trả lời giúp cho tôi, đối với hội đồng xét xử, trả lời cho hội đồng xét xử một số cái câu hỏi có liên quan. Ngoài cái việc mà ông khai những cái hành vi
gọi là theo cái đơn tố cáo thì không phải phận sự của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ hỏi những cái nội dung mà nó có liên quan đến thân chủ của tôi. Tôi đề nghị ông là với cái tư cách là người nhân chứng, ở đây không đặt vấn đề anh em, ông coi như một nhân chứng ông ta, vì ông cũng là người trực tiếp điều chỉnh cái việc đi trốn đi nước ngoài. Vậy thì ông trả lời cho tôi biết, cho hội đồng xét xử rõ nhất ngắn, cái ý thức mà ông trốn đi nước ngoài thì ông có từ bao giờ? Cái hội đồng xét xử thực ra là tôi từ bé lớn không bao giờ có cái ý trốn nước ngoài. Tôi nói rất thật, tôi đi nước ngoài rất nhiều, kể cả vợ chồng đi. Tôi nói là không, tôi xin ông trả lời cho nên là vâng, cho nên tôi đã nói và tôi kể cho biết về thứ hôm qua trên tivi, xin tôi cũng không bao giờ sáng như cho nên chỉ từ lúc mà anh ngoại bắt thực ra khi anh ngoại nói là tôi cũng không làm chủ được. Anh trả lời thẳng câu hỏi và tôi lúc bây giờ tôi mới cứ nghe theo là tôi đi thôi, tôi trốn lúc bây giờ. Tức là anh cho rằng sau khi nghe ý kiến của ông bằng cái ngọn vâng, và thì anh xuất hiện một cái thì tôi chỉ tránh đi, tránh đi mà tránh ở nước ngoài, tức là tránh là trốn. Và điều câu thứ hai, thế thì cái việc hành trình đi từ đây về Quảng Ninh rồi đi Campuchia như các bị cáo hai thì anh trả lời cho hội đồng xét xử rõ là anh thụ động đi theo những cái người này điều chỉnh hay là những cái người này giúp cho anh đi? Tôi thực ra như tôi đã báo cáo là tất cả do tôi. Lúc đầu khi mà nhận tin của anh ngoại là tôi quyết định trốn. Lúc đầu tôi báo cáo là lịch sử tôi định đi Trung Quốc, vì Trung Quốc mong gái tôi đi công tác nhiều. Mẫu gì chị? Tôi rất hiểu. Anh trình bày ngắn. Vâng, dạ, tức là tôi đi từ đây ra đến Quảng Ninh là theo hướng của anh chỉ đạo. Tôi nói với chú Thắng. Con số chị biết điều này là sao chị? Rồi xoay về từ Quảng Ninh lại quay về. Dạ, vâng ạ, đấy. Vâng, tại anh lại bảo quay phim cho tôi ô lại với em đầu tiên là em liền đây nhá. Chứ không phải là họ là những người điều khiển anh đi. Thực ra họ phải bố trí xe để đưa tôi đi thôi. Wow. Anh trả lời một lần nữa cái thông tin, anh thông tin lại cho anh Trọng từ bao giờ? Thông tin tôi nói là sau khi anh gọi điện. Sau, tức là vào cái cuối của cái giờ ngày 17 tháng 5. 17, vâng, thì chú Trọng điện cho tôi là cũng tình cờ tôi để hỏi xem ta có nắm được thông tin gì chưa, thì tôi có được thông tin thì tôi nói luôn. Thế thì theo anh, khi anh trốn đi, thì anh có hình dung được cái hậu quả của cái vụ án ở Vinasin, ở Vinaline mà đã xử anh hôm trước ấy, nó nguy hiểm như bây giờ không? Tôi không ý thức được như thế, tôi không nghĩ nó đến mức độ như thế. Đi trốn rồi sầm sầm không biết là mình chỉ sai lầm. Tức là anh chỉ nghĩ rằng mình phạm tội cố ý làm trái? Không, thật ra lúc tôi trốn, anh ngọ nói thế thì tôi chỉ nghĩ là chắc là tôi mức độ nó nhẹ, tôi chỉ cứ đi tránh thời gian để ở nhà làm rõ ra thì tội tôi mức độ thôi thì được, tôi về. Thật ra lúc đầu nghĩ như thế thôi, chứ không nghĩ là mức độ nó nhẹ. Cuối cùng đi trở thành như thế này. Rồi anh trả lời ngắn và nó rất dễ. Tôi hỏi anh tiếp là từ cái cửa khẩu Mộc Bài đi Campuchia thì anh đi bằng cái thủ tục gì? Cái thủ tục ấy nó hợp pháp hay là nó chui lủi để trốn đi? Thực ra thì nếu mà nói là hợp pháp thì cũng không hợp pháp, mà vì tôi đúng như cái anh ai là tôi lúc đầu tôi đi xe đơn ra, khi sau đó mới dùng bắn giới vị trí. Nếu nói là vào công chứ là bằng hộ chiếu tức là hợp pháp, nhưng mà cách thức tôi đi thì không hợp pháp, là vì không, nhưng mà về mặt pháp lý có hợp pháp không? Pháp lý thì hợp pháp, bởi vì hợp pháp là tôi mới bay đi được. Hợp pháp thì anh có trả lời luôn là anh đi bằng hợp pháp, vâng, đúng không? Thế thì từ Campuchia rồi đi Mỹ rồi lại quay trở về thì anh đi bằng các cái thủ tục ấy có hợp pháp không? Vâng, tôi đi hợp pháp bằng tức là công khai bằng các cái visa là công khai hộ chiếu của tôi. Được rồi, cảm ơn anh. Xin phép hội đồng tôi xong. Xin mời các vị luật sư khác. Vâng, xin mời. Kính thưa hội đồng xét xử, tôi là Đặng Việt Hùng. Luật sư được hội đồng xét xử chấp nhận bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Vũ Kiếm Sơn. Tôi muốn hỏi bị cáo Vũ Kiếm Sơn. Bị cáo Sơn đến đây. Và anh Sơn đã khai rất rõ hành vi phạm tội của anh. Nhưng tôi muốn anh trả lời cho hội đồng xét xử một số những cái câu hỏi sau đây. Khi anh được anh Trọng thông báo là anh Dũng thông tin là có bác to bảo như hai lần khẳng định là và anh cũng đã thừa nhận là vi phạm pháp luật và anh Dũng nên tránh đi một thời gian bắt đầu phạm. Thì lúc đó anh biết được cái hành vi phạm tội của anh Dũng nó nghiêm trọng đến mức độ nào không?
thưa luật sư, là lúc đấy tôi cũng không biết là hành vi của anh Dũng là nguy hiểm đến mức độ nào. Thế nhưng mà có liên quan đến pháp luật, và thứ hai là vị trí của anh Dũng ở cái vị trí như thế thì chắc chắn là nó sẽ thành một vấn đề. Tức là anh chỉ hình dung được rằng anh Dũng có vi phạm pháp luật, không? Thế và cái cương vị của anh Dũng thì cái mức độ vi phạm pháp luật đó chắc là cũng nghiêm trọng. Không, vì thực ra là cái việc mà Dũng tôi nghĩ rằng là liên quan là có chức vụ như thế thì chắc chắn là ví dụ như là kể cả bị điều chuyển hay là bị này nó không, nhưng mà tôi muốn hỏi là anh có biết là cái mức độ nghiêm trọng như thế nào không? Tôi nghĩ rằng đặc biệt nghiêm trọng không? Không, tôi nghĩ là cái việc của anh Dũng không phải là một việc đặc biệt nghiêm trọng. Rồi, tức là lúc đó chỉ biết là anh Dũng có vi phạm pháp luật, có người khuyên là anh nên tránh đi. Nhưng mình lúc đó mình không thể biết được cái vi phạm của anh có mức độ đặc biệt nghiêm trọng như sau này. Khi anh chưa bị bắt thì thông tin đại chúng đưa tin, đúng không? Đúng rồi. Ừ, đấy. Cái ý nhất tôi muốn làm sao? Thứ hai nữa thì anh khai rằng là trong cái việc này thì anh rồi Hoàng Văn Thắng rồi anh Thắng rồi là các cái bị cáo khác trong phiên tòa hôm nay giúp anh Dương Thị Trọng để tổ chức cái Dũng trốn đi nước ngoài vì tình nghĩa là chính, đúng không? Vâng. Nhưng mà ngoài ra thì có một cái gì về mối quan hệ công tác hay không? Về mối quan hệ công tác thì các bị cáo như là tôi này, Ánh này và Thắng là cấp dưới của Trọng. Và anh Trọng là cấp trên thì anh Trọng là kể cả là những cái việc không phải những việc nhờ là việc gia đình mà kể cả những cái việc khác công tác là anh Trọng điều. Tức là trong cái tình cảm thì nó còn cái yếu tố nữa và về mặt tâm lý mình là cấp dưới, đúng không? Khi cấp trên có ý kiến như vậy thì ngoài cái tình cảm ra thì không thực hiện, đúng không? Đấy có cái ý đó nữa. Thế cái thứ nữa thì anh đã nói rất khai báo với đồng xét xử và cũng đã có ý kiến để tự bào chữa cho mình rằng anh không phải vai trò chỉ huy, đúng không? Thế trong đây thì có 7 bị cáo thì có 4 bị cáo trong lực lượng công an chứ anh Trọng ra còn có anh Thắng và anh Thắng. Thế nhưng mà trong lời khai thì anh Thắng không khai là nó 17, anh chỉ là anh Thắng đi đón anh Dũng ở trên Hà Nội đưa về Móng Cái, đúng không? Thế mà cái ngày mà 21/23 đi về Hồ Chí Minh thì anh cũng không chỉ đạo cái việc đó, đúng không? Nhưng mà trong cái bản cáo trạng của Viện Kiểm sát thì nói rằng anh Dương Tự Trọng và Vũ Kiếm Sơn. Thế thì như vậy cái đó là phản ánh không đúng thực tế khách quan, đúng không? Đúng rồi. Chứ những anh thì anh nói rằng là anh cũng chỉ huy, chẳng qua là do anh Trọng không tiện xuất hiện và anh ấy ủy quyền cho anh thì anh Trọng là cận kề với nhau trong mối quan hệ công tác và thực tế trong chuyến công tác Thành phố Hồ Chí Minh, như vậy là anh thực hiện ủy quyền đó thì anh có chấp nối liên lạc giữa các cái đối tượng với nhau, đúng không? Vâng. Thì tôi xin cảm ơn hội đồng xét xử đã cho hỏi Vũ Kiếm Sơn. Tôi muốn hỏi anh Thắng. Bị cáo Sơn về chỗ, bị cáo Hoàng Văn Thắng. Dạ, có bị cáo. Sáng nay thì tôi đã được nghe anh khai rất rõ ở hội đồng xét xử. Thế và anh thì có gặp anh Sơn ở phố Đối và anh có được anh Sơn chuyển cho cái túi, đúng không? Dạ vâng. Thế nhưng mà cái việc mà điều anh đi Hà Nội để đón anh Trọng từ nhà chị Nhung về Móng Cái về thì anh Sơn có chỉ đạo anh không? Dạ đón anh Dũng ạ. À đón anh Dũng, vâng xin đón anh Dũng. Dạ không ạ. Không, đúng không? Dạ vâng. Thế cái việc mà anh đi từ Hồ Chí Minh thì anh Sơn có chỉ đạo gì không? Dạ không ạ, cái đó là bị cáo Trọng nhờ. Sáng nay anh cũng đã khai rất rõ vào cái việc đó là do anh Trọng đặt vấn đề với anh. Dạ vâng. Và liên lạc với Ánh vào xe là do Ánh mượn. Bây giờ các anh là có trách nhiệm đưa anh Dũng từ Hồ Chí Minh. Thế vậy anh nhận xét thế nào, cảm nhận thế nào về cái việc mà trong quá trình kiểm sát kết luận anh Vũ Kiếm Sơn là người chỉ huy trong vụ án này? Dạ, bản thân bị cáo thì cũng không nắm được toàn bộ cái vụ án, kể cả việc họp bàn tổ chức hoặc cái việc đi đưa của bị cáo Dũng đi từ Hà Nội ra thành ra Quảng Ninh và từ Quảng Ninh vào Thành phố Hồ Chí Minh ra thì bị cáo không hoàn toàn không được bàn bạc, cũng không được phổ biến là mình sẽ ở khâu nào thực hiện khâu nào. Chỉ là bị cáo Trọng có hai buổi gặp và có chỉ đạo cho bị cáo ở chợ. Thực tế bị cáo thực hiện theo cái hành vi của mình là chủ yếu là lái xe. Rồi, nhưng mà tôi vẫn hỏi là cái ý kiến chỉ đạo đó là của ai? Dạ. Anh rất rõ là do anh Trọng, đúng dạ, không? Vâng, vâng. Dạ. Thế chứ còn anh Sơn là không, đúng không? Không có gọi điện, không có yêu cầu, không chỉ đạo gì.
Nên tôi muốn hỏi cái nhận xét của anh, như trong đây nêu anh Sơn là với vai trò chỉ huy thì anh thấy có đúng không? Tôi muốn hỏi cái nhận xét của chính anh. Cái đó thì bị cáo, cho bị cáo nhận thức về riêng bị cáo thì cái đó thì không đúng. Tức là với anh thì không có được anh Sơn chỉ huy cái gì, mà anh Sơn không được chỉ huy anh trong cái việc mà tổ chức cho anh Nguyễn Thị Dũng trốn đi đúng không? Dạ vâng. Thế thì với anh cũng tương tự như vậy thôi. Thì xin cảm ơn hội đồng xét xử đã cho hỏi. Bị cáo có mang tính về trốn. Dạ vâng. Vâng, xin mời vị luật sư tiếp theo ạ. Vâng. Thưa đồng xét xử, tôi là Nguyễn Thế Hoàng, tòa án thành phố Hà Nội chấp nhận tôi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Phạm Minh Tuấn. Tôi xin phép hội đồng xét xử cho tôi xin gọi bị cáo Thắng. Bị cáo Thắng, Hoàng Văn Thắng. Xin anh Thắng nói rõ và nói thẳng vào cái câu hỏi mà tôi sẽ đặt ra để hội đồng xét xử nghe xem xét. Như lời khai của anh thì anh là người đến đón anh Phạm Minh Tuấn đi, và cũng chính anh sau khi mà đã đến đưa anh Dương Thi Dũng đến Quảng Ninh rồi thì cũng chính anh Phạm Minh Tuấn đi về Bình Thuận. Vậy thì trong cả quá trình đi như vậy thì anh luôn luôn bên cạnh anh Phạm Minh Tuấn đúng không ạ? Vậy thì có lúc nào anh trao đổi với anh Tuấn rằng ta đi đón anh Dũng để chạy trốn không? Dạ không ạ. Bị cáo không trao đổi gì với anh Tuấn về việc đón anh Dũng đi trốn ạ. Anh là lái xe thường xuyên trong cả những cuộc hành trình trong đêm. Thì anh thấy là anh Phạm Minh Tuấn khi ngồi trong xe thì ở cái tư thế như thế nào? Dạ, anh Tuấn ở trong xe thì anh Tuấn ngồi cùng anh Dũng ở cái băng phía sau. Có lúc nào anh nghe hai anh này nói với nhau một gì không? Dạ, khi đó thì lâu, thứ nhất là thời gian cũng lâu rồi, thứ hai là bị cáo tập trung lái xe đi rồi cũng không để ý câu chuyện của các anh. Cảm ơn anh. Mời anh về chí. Tiền không tiền. Hỏi anh Dương Chí Dũng. Bị cáo tặng về chí. Mời anh chí. Hôm nay tại phiên tòa chúng tôi đã được nghe chúng nói nhiều điều đối với chúng tôi là rất mới và thực ra cũng không liên quan đến bộ phận của tôi nhưng có một điều là anh Tuấn như anh Thắng bị cáo Thắng vừa khai là khi mà anh Tuấn anh Dũng và anh Thắng đã đón được anh từ Hà Nội trên đường trở về từ Hà Nội về Quảng Ninh tức là đến nhà ông. Anh có lúc nào trao đổi với Phạm Minh Tuấn về cái việc là anh đưa chú đi đâu? Kính thưa hội đồng xét xử, thì tôi nói ngắn gọn thôi là đúng là hoàn toàn tôi không có tâm sự nói gì về cái việc của tôi với anh Tuấn. Hai anh em chỉ hỏi nhau về công việc làm ăn doanh nghiệp anh Tuấn, tôi nên tôi xong là anh Tuấn đánh mệt anh ngủ, thế thì tôi không nói gì cả. Anh Thắng những cái tập trung lái xe, tức là tôi chỉ nói anh Thắng là cho anh đi đi bóng đi bóng cái thì tôi ý định tôi là cái đấy là xong là cái vấn đề tôi sẽ tự tôi tình cờ tôi sang tiểu mạch tôi sang Trung Quốc thì tôi đi nhiều tôi biết rồi thế thôi chứ không có. Và tôi xin hỏi tiếp, trước khi mà có cái cuộc bị cáo Thắng bị cáo Tuấn đón và đưa anh từ Hà Nội về Quảng Ninh thì trước đây anh đã có những lần nào đi cùng với Phạm Minh Tuấn chưa? Chưa, thực ra tôi chưa. Nếu mà nói là biết nhau thì biết từ khi chú Tuấn với chú Trọng học đảo hay qua tôi hay đến thăm cho bánh mì, bánh bao rồi còn nghèo. Biết nhau thì mới hai chú chơi với chú gia đình như là thân. Nhưng mà tôi chưa bao giờ đi đâu với Tuấn một mình mà còn ngồi với Tuấn. Anh Tuấn có nghe rõ lời khai của cáo Thắng và lời khai của anh Dương Thi Dũng mà tôi vừa hỏi không? Có nghe rõ. Tôi xin hỏi thêm anh, quan hệ giữa anh
với bị cáo Dương Tử Trọng và anh Dương Trí Dũng từ bao giờ và quan hệ đó thế nào? Và như sáng nay tôi đã trình bày trước hội đồng thì khi bắt đầu bước chân vào đại học Bách Khoa thì tôi hay chạm đến một cái mối nhân duyên, tôi chơi theo từ đó đến bây giờ thì rất là quý theo trân trọng cái nhân cách của nhau. Từ bao giờ? Năm 1978 ạ. Tức là cũng thêm những cái sở thích của thể thao, văn thơ, anh em trong điều tâm hồn. Thế thì anh Dũng là anh cả trong gia đình. Những lưu ý bị cáo những gì mà bị cáo đã trả lời với hội đồng xét xử rồi thì bị cáo không cần trả lời. Ví dụ như mối quan hệ quan trọng với hội đồng xét xử đã. Tôi hỏi tiếp luật sư hỏi. Khi anh cùng với bị cáo khi bị cáo Tuấn cùng với bị cáo Thắng đón và đưa anh Dương Trí Dũng về Hà Nội đi Hải Phòng thì anh đã biết gì về cái việc mà anh Dương Trí Dũng có những cái vi phạm pháp luật chưa? Thưa là tôi không biết, bởi vì thực tế là sự nghiệp của anh Dũng thì tôi cũng là những người ít để ý, không biết hay là không biết cái khác đó, không biết. Và đến cả việc anh Dũng chuyển từ Vinalai sang làm cục trưởng cục hàng hải tôi cũng biết. Đến khi có vụ án này xảy ra tôi hỏi tiếp. Vậy thì anh biết anh Dương Trí Dũng bị khởi tố và bị truy nã khi nào? Dạ. Khi mà tôi vô tình từ sáng nay tôi đã khai rồi, tôi cần nói lại tôi vô tình tôi lướt kênh để xem bóng đá thì tôi qua AniTV thì nó còn cái đoạn cuối của cái lệnh truy nã thì tôi lúc đó là trước hay là sau khi anh đã đưa anh Dương Trí Dũng sau rất lâu rồi ạ. Dạ. Mày tôi còn mình đặt sư là tham gia xét hỏi. Các vị luật sư cũng không tham gia xét hỏi nữa. Tất cả các vị cảm ơn. Các bị cáo có cần khai báo gì thêm nữa không? Bị cáo chọc cần khai báo. Giờ bị cáo khai báo. Kính thưa chất sự, tôi xin báo cáo thêm về số những việc quan hệ là sự nghiên cứu ra khách quan án này. Chẳng hạn số anh em một số bị cáo trong vụ án này như anh bị cáo Sơn, bị cáo Thắng, bị cáo Khánh và tôi là những người trong những vụ điều trị án lâu năm. Có những nguyên tắc của anh em khi làm việc tại những nghề nghiệp mà đôi khi người ngoài nghe cũng như cảm thấy bất thường, như thế là rất bình thường. Thí dụ như khi làm án đa số là cất điện thoại ở nhà. Nên khi mà có những tôi là lãnh đạo, tôi có yêu cầu như anh Thắng, anh Thắng một cái việc gì đó, tôi lấy cái điện thoại của anh. Khi này đi làm án thì đều chấp hành theo cái đó. Vì hoặc như anh Sơn đang cùng tôi làm, anh nhìn thì anh với cũng là thấy là một thì thường cái anh được phép hỏi là nhiều. Cái thói quen nghề nghiệp đó thì làm sự liên tục, bất ngờ xuất không theo kế hoạch. Cho nên anh em đều phải nguyên tắc trong nghề nghiệp khi tôi nói một cái gì đó, thì anh em chấp hành. Vụ án thì tôi vẫn giữ quan điểm của tôi là tôi không phản đối, nhưng tôi không xác nhận. Nhưng nghề nghiệp với những anh em ở lĩnh vực hình sự thì thường chấp hành tôi là một thói quen từ mười mấy năm của tôi là từ năm 97 lãnh đạo anh em. Và tính chất của nghề nghiệp hình sự nó như thế. Nhưng đôi khi thì tôi thấy bị cáo hai về cái việc mà chấp hành. Tôi nghĩ rằng đấy là cái nghề nghiệp của những anh em hình sự ngay như được bị cáo Thắng thế thôi. Đã từng ở hình sự núi xong. Sử dụng sim giác, thường xuyên thay đổi điện thoại và số điện thoại để liên lạc, thay đổi địa điểm trốn, phương tiện đưa đón, cung cấp tiền, giao cho các bị cáo thực hiện từng phần việc khác nhau nhằm che giấu hành vi phạm tội. Hành vi tổ chức cho Dương Trí Dũng trốn ra nước ngoài trái phép của các bị cáo đã xâm hại trực tiếp đến trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, gây ra dư luận xã hội không tốt, làm mất lòng tin của nhân dân và các cơ quan bảo vệ pháp luật và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng bởi lẽ. Mặc dù các bị cáo biết Dương Trí Dũng đã bị khởi tố và có lệnh bắt tạm giam về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là vụ án thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhân dân, của dư luận xã hội cũng như thể hiện sự kiên quyết của Đảng và nhà nước trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Việc Dương Trí Dũng trốn trót lọt sang Campuchia không những gây cản trở khó khăn trong công tác điều tra vụ án mà còn gây ra sự hoài nghi của dư luận, của nhân dân đối với công tác đấu tranh chống tham nhũng của Đảng.